Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Dậu tháng Tân Mão năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tức, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành ninh mệnh tuyền trung thủy ngày ất dậu tức chi khắc can nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm tuyền trung thủy kỵ tuổi kỵ mão đinh mão ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu ất mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hải tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi, tân sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên thành tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa sáu ngoại việc sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu sáu ngoại việc sao thiên tặc sáu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa sáu đối với xuất hành giá thú sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát kỵ về giá thú nhập trạch và ngày hôm nay là ngày trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ sao ly sàng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Cho nên, đây là điểm báo bạn trải qua một ngày không được máy thuận lợi. Trong ngày hôm nay, bạn tuổi Tý cần phải đề phòng có họa tai bất ngờ nên đi lại cẩn thận và chọn hướng xuất hành tốt để tránh những điều xui xẻo xảy ra. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tử Tý, bạn cũng còn dễ vướng phải những chuyện không đâu khi đang có kẻ niếm đá giấu tay, Bảy mưu để hãm hại, không để cho bạn mệnh hoàn thành được công việc như mong muốn. Chỉ cần bạn mất cảnh giác là với bạn tử Tý có thể bị tấn công ngay lập tức bù lại, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên cái chuyện kiếm tiền với bạn trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn mệnh tuổi Tý có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim cần phải đề phòng họa tai bất ngờ di chuyển đi đường nên cẩn trọng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên chọn hướng xuất hành may mắn để mọi chuyện được suôn sẻ tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa họ. họa tiểu nhân lâm lia có kẻ tìm cách ném đá giấu tay tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ luôn cảnh giác trong mọi tình huống tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc kiếm tiền được thuận lợi nên mở rộng quy mô kinh doanh. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu xem tử, tử vi cho thấy bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên với bà tuổi Sửu trong ngày hôm nay sẽ có được những bước tiến rõ rệt trong chuyện tình cảm. Ngày này Người mà bạn thầm thương trộm nhớ cũng đã có tình cảm với bạn rồi, vì vậy bạn cần phải mạnh dạn tiến tới để bày tỏ tình cảm của mình đi thôi. Còn đối với những cặp đôi có thể sẽ đón nhận tin vui trong ngày hôm nay, bạn đang có được sự hòa hợp trong mối quan hệ khiến cho hai bạn càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Nếu như bạn cảm thấy đã đến lúc về chung một nhà, thì chớ nên chần chừ nữa để lỡ mất thời gian ở bên chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn. Lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu đang có sự xuất hiện của thiên ấn chiếu mệnh với những khó khăn mà bản mệnh đang gặp phải trong thời điểm này có thể sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Quý nhân giúp đỡ sẽ tạo điều kiện cho bạn tuổi Sửu tháo gỡ được những vướng mắc từ từ tạo ra được những chỗ đứng cho riêng mình trong công việc. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, tình cảm có bước chuyển biến tích cực đối với những bạn còn độc thân có được tin vui. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, đôi lứa được khang khít tình cảm thăng hoa tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa các cặp đôi có thể tính chuyện trăm năm khi tình cảm đã đủ chín mồi tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ khó khăn được tháo gỡ tìm cách giải quyết một cách thỏa đáng tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc quý nhân nâng đỡ tạo dựng được chỗ đứng vững chắc về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy Bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đây là báo hiệu về tài lộc cho bạn đảm bảo cho bạn tuổi dần đang có được nguồn tài chính ổn định công việc thì được thuận lợi thu nhập đáng kể là điểm sáng cho bạn trong ngày hôm nay Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có kim khắc mộc làm cho bạn đang có điểm báo không được tốt trong chuyện tình cảm bản mệnh có thể gặp phải chuyện chẳng lành mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn nếu không nhanh chóng hòa giải mà gặp phải sự phá hoại của kẻ thứ ba thì có thể phần thua sẽ thuộc về chính bạn và trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, luôn muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn, là bến bờ để yên tâm dựa vào sau những mệt mỏi ở ngoài kia. Xong, dường như với bạn tuổi dần đang đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tài lộc ổn định, thu nhập có cải thiện, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, công việc suôn sẻ, yên tâm nỗ lực cho tương lai, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, tình cảm không như ý, mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, mâu thuận thêm phần gay gắt khi hiểu lầm không được hóa giải kịp thời, từ vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim đối với những bạn đang còn độc thân không bằng lòng trả giá vì tình cảm của mình và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát Tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên công việc trong ngày hôm nay với bà tuổi mão có thể sẽ gặp phải nhiều trục trặc bạn mệnh không được điềm tĩnh khi xử lý vấn đề dễ gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình bù lại trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có được nguồn tài lộc đến gần với bạn tuổi mão được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi chỉ cần bạn nhanh chút nữa thôi là tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về túi chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày ngũ hành xung khắc đây là điểm báo trạng lành với bạn sẽ có biến động trong chuyện tình cảm của bạn bạn mệnh tuổi mão nếu không kiềm chế được cảm xúc của mình sẽ khiến cho đối phương phải chịu nhiều tổn thương về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy công việc có trục trặc hiệu suất giảm sút từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không bình tĩnh giải quyết vấn đề thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp có cái tôi quá mạnh từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi tiền bạc ùn ùn đổ về túi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình cảm có nhiều biến động nếu không kiềm chế được cảm xúc của mình về đánh giá của bạn tuổi Mảo trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi Mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày cục diện ngũ hành, dậu thìn nhị hợp. Cái điều này giúp cho vận trình của bạn tuổi thìn đang được khởi sắc không ngừng. Cái chuyện hợp tác làm ăn được tốt đẹp mang lại cho bạn tuổi thìn có được khoản lợi nhuận khổng lồ vượt ngoài dự kiến ban đầu của bạn với bà tuổi thìn có một vài sai sót trước đó được bạn phát hiện nhanh chóng và tìm cách khắc phục trong thời gian ngắn nên mọi thứ vẫn kịp thời tín độ vì thế lúc xảy ra sự cố đừng quá rối trí mà nên cố gắng hết sức giữ bình tĩnh và trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn đang gặp ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này có thể gây ra một vài phiền hà liên quan tới giấy tờ không thể tránh khỏi sự nhiều nhương trong các bước làm việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách khiến cho bạn tuổi thìn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng đành phải chấp nhận vì chẳng có cách nào khác cả. Về từ vi tuổi giáp thìn, vận trình có được sự khởi sắc, làm đâu sau đó, từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, hợp tác làm ăn tốt đẹp, thu được lợi nhuận vượt ngoài dự kiến. từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, khắc phục sai sót một cách nhanh chóng, tín độ được đảm bảo. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, dù xảy ra sự cố cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, gặp rắc rối liên quan tới giấy tờ, sổ sách. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Dậu tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang gặp được vận quý nhân tam hợp giúp đỡ dẫn đường trị lối cho bạn cho nên công việc của bạn tuổi tỵ có phần được thuận lợi hơn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang có được xuất hiện của chính quan chiếu mệnh, mang lại cho bạn có được sự tự tin bản lĩnh trong những việc mình đang làm và có kế hoạch bạn cũng có thể dũng cảm đi ngược lại với những bất đồng quan điểm để theo đuổi các dự định bấy lâu của mình và ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc đây không phải là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay Bạn mệnh tuổi tỵ có thể sẽ bộ bê gia đình người thân về những tham vọng cá nhân của mình khiến cho tình cảm dần nhạt phai về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa quý nhân giúp đỡ công việc thêm phần được thuận lợi tử vi tuổi đinh Tị thuộc mệnh thổ tinh thần hứng khởi mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc bạn lệnh vững vàng để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim dụng cảm đi ngược lại quan điểm trái chiều để theo đuổi mục tiêu mình mong muốn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng có mãi mê công việc mà bộ bê gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên bạn tuổi ngọ cần phải hết sức cảnh giác và giữ sự tỉnh táo trong ngày hôm nay bà tuổi ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh là nguyên nhân khiến cho công việc của bạn gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ném đá sau lưng, phá hoại đi cơ hội thăng tín của bạn, khiến cho bao nhiêu công sức làm lụng bấy lâu của bạn có thể đổ sông đổ bể chỉ trong chớp mắt. Nếu như bạn tự ngọ, không sẵn sàng về tinh thần chiến đấu và luôn cảnh giác trước những cạp bẫy ở phía trước thì hậu quả mà bạn nhận lại sẽ khá chi là nặng nề. Ngộ hành tương xung cảnh báo cho bạn tuổi ngọ cũng đang có nguy cơ rạn nứt trong chuyện tình cảm. Vợ chồng cần phải dành thêm nhiều thời gian cho nhau, quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn để cho tình cảm giữa hai người luôn được sự ấm. Đừng có để cho thời gian khiến cho đôi bên nhạt nhẽo dần đi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải giữ được sự tỉnh táo để sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tiểu nhân tìm cơ hội phá hoại, cản trở quá trình thăng tiến của bạn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có thể phải nhận hậu quả nặng nề vì thiếu đi sự cảnh giác trước cạm bẫy. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm có nguy cơ bị rạn nứt. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc Mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt vì thiếu đi sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Mùi, tuổi Dần. vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi Xem tử vi cho thấy bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên công việc của bạn tuổi Mùi có thể sẽ tìm được cách để giải quyết vượt qua mọi khó khăn lần này bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra đối sách đừng có ngại đi theo con đường mới bởi đó có thể là cách thức phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại cho bạn. Với bà tuổi mùi, đặc biệt là sự tỉnh táo sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn, nhanh hơn, đừng có chỉ nhốt mình trong những lối mòn cũ kỹ trước đó mà cần phải biết rằng bản thân đang có thế mạnh ở đâu để phát huy điều đó. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. May mắn là bạn đang có được hậu phương vững chắc có người luôn tin tưởng và ủng hộ mình, cho nên với mọi khó khăn, căng thẳng đều từng bước vượt qua được. Có một người yêu thương mình đến như vậy, luôn ở sau lưng, với bạn tuổi mùi đang cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến nữa rồi. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tìm được cách để giải quyết vượt qua mọi khó khăn, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh tìm ra đối sách, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, đừng có ngần ngại đổi mới tư duy để phù hợp với thời thời đại, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, tìm ra thế mạnh và phát huy sở trường là điều quan trọng, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hạnh phúc vì sau lưng luôn có được hậu phương vững chắc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội cục phù trợ cho nên được hưởng một ngày tình cảm được hài hòa, tốt đẹp khi đôi lứa luôn có được sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Các chuyện tình cảm của bạn tuổi thân đang nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, nhờ thế mà cũng tiến triển rất chi là tốt đẹp. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Bạn mạnh tuổi thân đủ khéo léo và thông minh để thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ chờ duyên lành đến mà thôi, đừng có quá căng thẳng, tự tạo áp lực cho mình mà hãy để cho tình yêu đến một cách tự nhiên. Trái ngược với chuyện tình cảm thì trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, vận trình tài lộc của bạn lại có phần kiếm may mắn. Kiếp tài chiếu mệnh, ngáng trở cho nên tài vận kiếm sắc, tiền bạc kiếm được không ít nhưng cũng khó giữ lại được ở trong tay. Họa phá tài khiến cho bạn mệnh tuổi thân đang có nguy cơ gặp phải những chuyện không đâu và cuối cùng phải dùng tiền bạc để giải quyết về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tình cảm có được sự hài hòa các mối quan hệ xã giao tốt đẹp từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đôi lứa tâm đầu ý hợp nhận được sự ủng hộ của mọi người từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội làm quen gặp gỡ với những người khác phái nhờ nét duyên ngầm của bạn. tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đừng tự tạo ra áp lực cho bản thân, cứ để tình yêu đến một cách tự nhiên. tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, có họa phá tài tiềm ẩn, kiếm tiền được nhưng khó giữ. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bà tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, Dậu Dậu tự hình và đây là nguyên nhân gây ra một số rắc rối trong công việc cho bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu cảm thấy thất vọng vì những gì mình nỗ lực không được đền đáp xứng đáng. Lúc này, bạn chẳng còn tìm thấy được động lực để cố gắng thêm nữa, chỉ muốn bỏ lại tất cả mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cần phải chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói. Đôi khi, lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiên nể bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này. Với bạn tuổi Dậu nên nhớ là một điều nhịn, chín điều lành. Nhận nhịn sẽ là cách giải quyết khôn ngoan để tránh được những điều không hay xảy ra với bạn. Và ngày này với bạn tuổi Dậu đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc gặp nhiều trở ngại đau đầu tìm cách để giải quyết tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa thất vọng vì nỗ lực không được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có suy nghĩ muốn bỏ cuộc không quản động lực để cố gắng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có thể sẽ gặp phiền hà vì lời nói thiếu suy nghĩ không kiên nệ ai tử vi tuổi quý dậu cuộc mệnh kim khi xảy ra mâu thuẫn, nhận nhịn đôi lúc là cách giải quyết khôn ngoan cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. từ vi tuổi tuất thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất đó, do ảnh hưởng tiêu cực của cục diện dậu tuất tương hại, cái điều này khiến cho mối quan hệ của bạn tuổi tuất đang có sự bất hòa, cãi cọ và thậm chí là dẫn đến chia tay sự rạn nứt này vốn là kết quả tất yếu xảy ra khi quá trình mâu thuẫn vốn đã âm ỉ xảy ra từ lâu, nhưng bạn lại lựa chọn cách trốn tránh thực hiện. Với bạn tuổi Tuất vốn dị hiểu lầm đến từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng do không được giải quyết kịp thời, cho nên hiểu lầm càng ngày càng lớn. Vì vậy, bạn tuổi Tuất cần phải xử lý những mâu thuẫn ngay khi còn có thể để kiểm soát được nó bù lại trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh đây là các thần trợ vận với bạn tuổi tuất nhờ thế mà có được tinh thần làm việc tốt hơn gạt bỏ được những ưu phiền riêng tư để tập trung vào công việc cho nên kết quả công việc của bạn khá ổn đủ để cho bạn cảm nhận được niềm vui sau những chuyện muộn phiền về tình cảm về tử vi tuổi giáp tuất mối quan hệ rạn nứt vì có sự bất hòa, cải quả liên minh từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, mâu thuẫn xảy ra âm ỉ nhưng không được giải quyết kịp thời, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc trốn tránh thực hiện không phải là cách khôn ngoan, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim dành tâm trí cho công việc để quên đi muộn phiền cá nhân, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, tinh thần làm việc hứng khởi, tạo hiệu suất công việc ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn vì thế mà không được thuận lợi cho lắm. Bạn mệnh tuổi hợi để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng tới quá nhiều, thiếu đi sự tập trung trong công việc, không đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt khi cần thiết với những khó khăn trong cuộc sống này đều có thể giúp cho chúng ta trưởng thành hơn và lớn khôn nhanh hơn. Vì thế, dù bạn tuổi hợi đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa, khó khăn thế nào đi chăng nữa, bạn cần phải tự tin lên, hãy chứng tỏ với mọi người rằng bạn còn làm tốt hơn gấp bội lần so với những gì mà người ta nghĩ. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thụy Vượng. Đây là dấu hiệu quân đường tình duyên của bạn đang có được sự khởi sắc, đào hoa nợ rộ đối với những bạn đang còn độc thân, không còn phải lo lắng cô đơn, không có người yêu. Bởi bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương khi tự tin hơn vào bản thân mình. Biết đâu tình yêu sẽ đến vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất vậy nên đừng có vội nản chí. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công danh sự nghiệp gặp một vài trục trặc cần phải sớm tìm cách để khắc phục. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, để tình cảm ảnh hưởng đến công việc thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc khó khăn là bước đà để trưởng thành hơn, hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, con đường tình duyên có sự khởi sắc, đào hoa nở rộ. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được một nửa yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.